ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Asian World Media và xin chào đón quý vị trở lại với chương trình Kim Tiền Sát Phạt của chúng tôi. Thì để tiếp tục chương trình, Thùy Linh sẽ hỏi anh Vũ update thêm về cái khoa đời thứ tư này. Chúng ta vừa bước vào khoa đời thứ tư được một tuần rồi. Thì tuần trước thì anh Vũ cũng đã nói sơ qua về những cái phương pháp để làm ra thật là nhiều tiền lời trong cái khoa đời thứ tư này rồi. Và bây giờ chúng ta đang bước vào cái second week, là cái tuần thứ hai. Vậy không biết là anh Vũ có những cái update gì về những cái phương pháp này? Kính thưa quý vị, cái first and second quarter, cái success của chúng tôi là nằm trong hai cổ phiếu rất là quan trọng, đó là AMD và Roku. Quý vị nhớ AMD mà khi mà tôi và Thùy Linh nói chúng ta bắt đầu load up AMD, lúc đó mới có 9 đô la thôi, ai cũng cười. Tôi rất là nhiều người gọi tôi mà không phải chỉ cười không quý vị, mà nói những cái câu rất là nặng. Như là anh không có biết anh nói cái gì, anh biết cái cổ phiếu này sắp phá sản hay không? Anh có biết là đây là cái công ty mà nó kia là nó đã chết từ hồi mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà quý vị, thưa quý vị, khi nó gặp NTV Financial thì nó sẽ sống rồi. Tại sao? Tại vì chúng tôi đã seriously biết nó phải sống. Nó có nhiều cái căn cơ, có những cái khái niệm mà chúng tôi nhìn thấy được. Và khi mà tôi nhìn thấy nó rồi thì tôi không có nói một cái giá mà bình thường đó quý vị. Tôi nói quý vị là cái giá của AMD là 30 đô la trở lên. Mình nó đang là 9 đô la mà mình nói 30 đô la. Thí dụ tôi nói 9 đô la, nói 11 đô la thì quý vị cũng còn có thể tiêu hóa được cái điều đó. Nhưng mà khi tôi và Thùy Linh nói là 30 đô la trở lên thì quý vị thấy rất là khó để tiêu hóa. Tại sao mà cổ phiếu nó đang 9 đô la mà nó là kể là dot? Chúng tôi đã từng nói nó là AMD, là nó là dot, mà dot của Wall Street, mà làm sao mà nó có thể lên như vậy? Rất là đơn giản đó quý vị. Nhưng mà cái đơn giản đó phải nằm ở dưới, mà nó không nằm trên mặt bề mặt mình thấy được. Cũng là một người Trung Quốc, cũng là một người Tàu, mà người đây là một người nữ nữa đó quý vị, một người phụ nữ người Tàu, còn hơn cả giám đốc của IB là một người phụ nữ người da trắng. Tức là quý vị theo luôn cả một những người kia là có tiền như là Intel, những giám đốc lớn nhất của tập đoàn Intel vẫn không thể nào so sánh với một người phụ nữ người Trung Quốc này. Bà này khi mà bước vào, thưa quý vị, rất là humble, rất là hạ mình. Liếc một cái là biết cô này hạ mình rồi. Chi phí rất là rõ ràng trong vấn đề mà spending. Và cổ nắm vô một cái điều đơn giản thôi, là cái gì mình rượt theo không kịp thì mình không bắt nữa, và mình sẽ bắt những cái mà chưa có ai rượt theo. Và điều đó rất là quan trọng, thưa quý vị. Cô ta bắt vào graphic card. AMD mà làm graphic card, no way. AMD không thể nào làm graphic card được. Tại sao? Nó là CPU company. Nhưng mà AMD chụp vào graphic card. Trong graphic card có cái CPU processor luôn. Và nó có rất là nhiều cái khía cạnh trong đó nữa. Và AMD consecutively, có nghĩa là nối đuôi với nhau với những cái chuỗi earning nó outperform Wall Street. Và cổ phiếu không phải chỉ 19 đồng, quý vị, nó tăng vụt lên tới 15 đồng. Từ 15 đồng tôi nói second time, mình sẽ recommend trên 24, và từ 24 lên 32 và lên gần cả 40 đô la, các thưa quý vị. Đó là những cái mà chúng ta thấy, mà chúng ta không thể nào thấy sao được. Nếu mình đi sao mình sẽ không thấy được điều đó. Bây giờ nhìn lại ai cũng thấy là ô, tại phải hồi trước tôi mua AMD lúc 9 đồng. Cái đó là ai cũng nói được điều đó, nó dễ nói lắm, các thưa quý vị. Roku, hai cái cổ phiếu mà kéo cái portfolio của chúng tôi để mà ngày hôm nay quý vị vẫn còn cái tư quarter mà lời được 4.7%, mặc dù mình bị rớt hai cổ phiếu rất là nặng, đó là Twitter và Snapchat. Hai cái cổ phiếu đó mặc dù nó không có nhiều, nó không có quay một cái vấn đề rất là quan trọng trong portfolio, nhưng mà tính tôi lại không thích lỗ, không bao giờ lỗ được. Tại sao? Tại vì tôi đã từng nói theo cái theory của Warren Buffett rồi. Number one, trước nhất là không được lỗ. Cái rule của trading là không được lỗ, và cái thứ hai cũng không được lỗ. Quý vị, thưa vị, mình phải thắng. Tại vì nếu mình để mình lỗ, mình sẽ lỗ tiếp tục. Và cho nên điều đó nó phải ngoài cái picture của chúng tôi. Roku, kéo cái cổ phiếu khi chúng ta mua Roku là khoảng 32 đô la, các thưa quý vị nhớ điều đó nhé. 32 đô la mà chúng tôi đã từng mua Roku đã 25 đô la, nó đi 4 đà và chúng tôi đã thắng 4 đà liên tục từ 25 cho đến 37, pullback 30 lên 54, pullback 52 và lên tới 72 đô la, và ngày hôm nay là 76 đô la. NTV Financial, đó là kế hoạch tại sao mà chúng tôi làm lợi cho NTF được, các thưa quý vị. Đúng, có những cổ phiếu nó đi ngược, nhưng mà cái xác suất mà đi ngược của chúng tôi nó quá nhỏ đối với những cái cổ phiếu mà nó đi đúng cái hướng của chúng ta. Cho nên vì thế cho nên chúng ta làm rất là nhiều tiền cho NTOF, và tôi đến ngày hôm nay tôi sẽ continue để làm những điều đó. Trong cái quarter kế tới,
hai cái cổ phiếu mà nó nắm mạnh nhất và nhiều cái position nhất của NTRF đó là IQ, Bilibili và xin lỗi quý vị là ba cổ phiếu, và cái nữa là Twitter. Đây là ba cổ phiếu mà nắm hầu hết cái portfolio của NTV Financial Group của chúng tôi, đó là NTRF. Cho nên quý vị thấy nếu mà ba cổ phiếu đó không cần phải lo lắng gì. Nếu quý vị thấy ba cổ phiếu đó mà nó break out mà nó lên thì quý vị biết chắc chắn rằng portfolio của NTV Financial của chúng tôi nó đã tăng vọt. Và đó là cái điều mà quan trọng của chúng tôi. Mà trong không có nghĩa là chúng tôi sẽ ôm cái cổ phiếu đó nguyên một cái đoạn đường. Chúng tôi thường thường là vô ra khoảng 4 đợt để mà hết một cái đà của nó đi. Thì để mà lấy chuốt cho thật là nhiều lời cho quý vị. Thì trong cái khối đời này chúng tôi sẽ cố gắng chuốt làm sao mà phải trên 8.5% cái tiền lời. Và đó là cái điều mà đối với tôi nó là một cái sự hãnh diện của NTV cá nhân tôi để mà làm ra cái số lời đó cho quý vị. Dạ, cảm ơn anh Vũ. Và đó cũng là câu trả lời cho rất là nhiều người đã hỏi Thùy Linh là tại sao NTLF, cái portfolio NTLF có thể làm ra được nhiều tiền lời đến như vậy. Và hôm nay thì anh Vũ đã không ngần ngại để chia sẻ những cái strategy, những cái plan, những cái phương pháp mà anh Vũ áp dụng vô để làm ra được tiền lời cho NTLF. Thì quý vị đã nghe thấy từ nãy đến giờ rất là cụ thể, rất là chi tiết. Thì hy vọng là quý vị đã có được câu trả lời thích đáng mà quý vị đã thắc mắc bấy lâu nay, và những người mà vẫn còn đang trong thời gian tìm hiểu để coi có nên tham gia vô NTLF cùng với NTV Financial Group hay không. Và cái tiền lời nghe thấy là nhiều như vậy là it's too good to be true, nhưng mà anh Vũ đã prove được những cái phương pháp mà làm rất là thiết thực có thể làm ra được. Tại sao mà làm ra được những cái số tiền lời 8.9, 8.5, 8.7% là như vậy, thì quý vị đã nghe rất là rõ. Hy vọng là quý vị cũng đã clear và có được thêm cái động lực cũng như sự tin tưởng để có thể mạnh dạn đầu tư vô NTLF. Còn quý vị nào vẫn còn muốn thắc mắc hay là cần hỏi thêm thông tin gì cũng có thể liên lạc số phone trên màn hình để công ty có thể, nhân viên của công ty có thể tư vấn cho quý vị, cũng như là Thùy Linh 949-524-9352. Và một người stock broker giỏi có thể giúp mình mua được những cổ phiếu tốt, thì theo anh nghĩ là có những yếu tố nào mà có thể xác định được người đó giỏi? Thưa quý vị, tôi nếu mà nói chữ broker giỏi thì nghĩ không có broker nào giỏi hết cả quý vị. Yes. Cái chữ broker có nghĩa là broke mình, chứ không phải là broker có nghĩa là money maker. Hai cái trường phái khác nhau, một cái là money maker và một cái là broker. Broker là một cái người đứng đại diện quý vị, có thể cho quý vị một cái advice là nên mua cổ phiếu này, cổ phiếu kia, thì quý vị cứ nhảy vô mua, hoặc là họ sẽ mua cho quý vị rồi chạc quý vị một cái commission khoảng 5% trở xuống. Yes. Đó là cái luật như vậy. Xong rồi thì nếu cổ phiếu đó có lên xuống gì đó thì cái vấn đề là của quý vị. Yes. Của cái cổ phiếu đó chứ không phải là thu gì họ, tại vì họ là broker, họ chỉ lấy cái commission của họ và họ bán cái cố vấn đó cho quý vị là xong. Đó là cái trách nhiệm họ là xong, đó là broker. Money maker nó hoàn toàn khác, tại vì money maker họ phải sống trong cái tiền lời đó, bắt buộc phải lời, quý vị không lời họ không bao giờ sống được. Và đó là những cái mà khía cạnh của money maker. Cái term money maker thì thật sự ra nó trên nguyên tắc nó không có tồn tại một cách mà đơn giản ở trên thế gian này, nhưng mà mặc dù vậy chúng tôi assume cái trách nhiệm đó. Yes. Công ty NTV Financial assume cái trách nhiệm là money maker, thì chúng tôi không có make được đồng xu với quý vị thì chúng tôi sẽ không bao giờ lấy nửa xu hay là lấy một cái quê hồng nào từ quý vị cả. Và đó là commitment number one của NTV Financial của chúng tôi. Và những người nào đã qua chúng tôi bao nhiêu đợt chia tiền lời rồi thì quý vị mới biết rằng chúng tôi đã làm những cái mà chúng tôi làm được. Và khi mà nó thị trường nó ngừng lại mà sell off mà nó trở lên lại một cái là nó lên double, triple, hoặc khi có khi nó lên overnight, nó đi từ portfolio của quý vị đang xuống khoảng 15%, overnight nó gain 3 times, 100% luôn nữa. Nó đi như vậy. Cho nên quý vị phải nhớ là tất cả những portfolio nào của quý vị mà với tôi từ 50.000 trở lên nó swing 15-25% là chuyện bình thường. Lắm lúc worst case nó có thể swing quý vị 50% cũng vẫn ok, tại vì nó là option loaded. Cho nên quý vị nhớ điều đó, khi mà option nó load lên vô rồi thì cái swing đó nó là normal. Cho nên quý vị, chúng tôi sẽ không có xài margin. Có rất là nhiều có margin account, nhưng mà margin account của quý vị là để đó để chúng tôi trade option, chứ phải là để đó để cho chúng tôi trade cái margin. Điều đó rất là quan trọng đối với chúng tôi. Nếu quý vị nào muốn biết thêm về cái vấn đề đó thì có thể gọi trực tiếp thì Linh Trish sẽ cắt nghĩa cho quý vị nghe thêm về cái vấn đề đó, để quý vị hiểu rằng có margin account có nghĩa là mình mượn tiền cái margin đó mình trade,
Có cái margin account có nghĩa rằng chúng ta để đó để mà vẫn trade option, thì cái rule của option là khi mà quý vị mà trade cái option đó mà bán rồi mà muốn switch sang một position khác mà không có cái margin account đó thì kẹt một cái là nó phải để đợi tới 3 ngày sau thì cái trade đó mới settle. Mà nếu mà tôi muốn switch quý vị từ IQ qua Twitter thí dụ vậy thì là tôi phải đợi 3 ngày, như vậy thì cái đà nó có thể là Twitter nó take off, nó lên mất tiêu rồi. Cho nên quý vị cũng không có được cơ hội đó, cho nên phải có cái margin để mà chúng tôi trade option cho quý vị. Và điều đó rất là quan trọng để mà make a lot of money cho cái portfolio của quý vị. Dạ, cảm ơn anh Vũ. Đúng như vậy, đây cũng là một câu hỏi mà khách hàng cũng như clients cũng như hoặc là những người đã gọi tới để tìm hiểu thêm về NTLF cũng như là NTV Financial Group, những chương trình có mà NTV Financial Group đang offer cũng đã rất là hay hỏi cái câu hỏi này. Tại vì nhân tiện hôm nay thì Thùy Linh cũng nhờ anh Vũ verify cái đó, thì NTV Financial Group không phải là stock broker nên chúng tôi không có recommend quý vị nên mua stock nào, cũng không có charge bất cứ một cái commission hoặc là bất cứ một cái fee nào. Chúng tôi chỉ có nhận lại tiền lời khi nào mà quý vị có được tiền lời, tiền lời sẽ được chia đôi vậy thôi, chứ không quý vị, ngoài ra quý vị không phải trả bất cứ một lệ phí nào cũng như là any commission. Chúng tôi không hề trả bất cứ cái commission nào hết. Và một câu hỏi nữa là khi mà cổ phiếu đang rớt xuống thì chúng ta không biết là mình nên bỏ qua luôn hay là mình sẽ mua lại vào thời điểm nào để chờ thời cơ hay anh? Ngắn gọn, vì phải nhớ rằng tôi có cái rule là 10 ngày. Cổ phiếu rớt xuống là ngày đầu tiên quý vị phải đếm cho đủ 10 ngày rồi thì quý vị mới có bắt đầu mua. Chưa chắc là 10 ngày nó sẽ rebound, nhưng mà trong 10 ngày đó là nó đủ để mà nó establish một cái pattern và cái stress level của seller cũng đã bị off. Cho nên quý vị nhớ rằng cái 10 ngày rất là quan trọng. Và đó là công thức, cho nên khi cổ phiếu rớt xuống, quý vị lên mod cái lịch của quý vị, đếm đúng ngày thứ 10, rồi lúc đó hãy bắt đầu mua. Và đó là cái công thức rất là đơn giản, nhưng mà có làm được hay không là tùy quý vị. Dạ, cảm ơn anh Vũ, đúng rồi. 10 ngày, nhưng mà trong cái tới ngày thứ 10 và cái thời điểm nào, cái second nào, cái minute nào mà quý vị mua thì cái đó là tùy thuộc của quý vị. Quý vị có make được hay không thì... hên xui. Dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới. Xin cảm ơn quý vị.